Khi cách ly, cuộc sống của vợ chồng Dương Khắc Linh chủ yếu xoay quanh hai con. Anh và bà xã Sara lưu chỉ tranh thủ một chút thời gian cho công việc và bản thân sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ trăm bé. Khi cách ly, cuộc sống của vợ chồng Dương Khắc Linh chủ yếu xoay quanh hai con. Anh và bà xã Sara lưu chỉ tranh thủ một chút thời gian cho công việc và bản thân sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ trăm bé. Lúc trước, gia đình anh thuê người giúp việc theo giờ còn hiện tại phải tạm ngừng vì tuân thủ quy tắc phòng dịch. Mỗi ngày, anh dậy từ 6 giờ để cùng vợ chia sẻ các công việc biển sửa. Nhà có hai bé nên vất vả nhân đôi. Chúng tôi chỉ có thể làm việc cá nhân trong lúc các bé ngủ như khoảng 15 giờ và sau 21 giờ, nhạc sĩ chia sẻ. Lúc trước, gia đình anh thuê người giúp việc theo giờ còn hiện tại phải tạm ngừng vì tuân thủ quy tắc phòng dịch. Mỗi ngày, anh dậy từ 6 giờ để cùng vợ chia sẻ các công việc biển sửa. Nhà có hai bé nên vất vả nhân đôi. Chúng tôi chỉ có thể làm việc cá nhân trong lúc các bé ngủ như khoảng 15 giờ và sau 21 giờ, nhạc sĩ chia sẻ. Dương Khắc Linh thích tắm cho con vì hoạt động này vui vẻ, tăng tính tương tác. Ban đầu, anh còn rất bỡ ngỡ, nhưng hiện tại đã khéo léo sau gần 7 tháng tích lũy kinh nghiệm. Dương Khắc Linh thích tắm cho con vì hoạt động này vui vẻ, tăng tính tương tác. Ban đầu, anh còn rất bỡ ngỡ, nhưng hiện tại đã khéo léo sau gần 7 tháng tích lũy kinh nghiệm bé Mickey sảng khoái khi được nghịch nước và ngồi yên cho bố mát xa khắp người. Bé và em trai song sinh Jerry sắp 7 tháng tuổi, đã tập ăn dặm được một tháng. Bé Mickey sảng khoái khi được nghịch nước và ngồi yên cho bố mát xa khắp người. Bé và em trai song sinh Jerry sắp 7 tháng tuổi, đã tập ăn dặm được một tháng. Bên cạnh trăm con, Dương Khắc Linh có đam mê nấu nướng. Anh tranh thủ mùa dịch để luyện nấu các món sở trường, thử công thức nấu món mới và nghiên cứu các loại gia vị. Tôi mê nấu món tàu vì cách nấu cầu kỳ, nhưng rất dễ ăn và hợp khẩu vị cả nhà. Đôi khi, tôi làm lẩu, nướng BBQ và cả đồ Tây nữa, anh nói. Bên cạnh trăm con, Dương Khắc Linh có đam mê nấu nướng. Anh tranh thủ mùa dịch để luyện nấu các món sở trường, thử công thức nấu món mới và nghiên cứu các loại gia vị. Tôi mê nấu món tàu vì cách nấu cầu kỳ, nhưng rất dễ ăn và hợp khẩu vị cả nhà đôi khi, tôi làm lẩu, nướng BBQ và cả đồ Tây nữa, anh nói. Ông bố bỉm sữa vừa đứng bếp, vừa bế cậu con trai tinh nghịch đang nhòi người với món ăn trên bàn. Dương Khắc Linh nói đùa rằng từ khi sinh con, anh có thêm khả năng làm nhiều việc cùng lúc. Ông bố bỉm sữa vừa đứng bếp, vừa bế cậu con trai tinh nghịch đang nhòi người với món ăn trên bàn. Dương Khắc Linh nói đùa rằng từ khi sinh con, anh có thêm khả năng làm nhiều việc cùng lúc con trai theo dương khắc linh vào phòng sáng tác o nhà chơi vơ y con thì không bao giờ tráng anh nói sau hai tuần cách ly xã hội con trai theo dương khắc linh vào phòng sáng tác o nhà chơi vơ y con thì không bao giờ tráng anh nói sau hai tuần cách ly xã hội nhạc sĩ chia sẻ thời gian này anh và vợ đều không cho chuốt vẻ bề ngoài do ít ra đường cả hai thường mặc đồ thoải mái xa ra lưu không trang điểm và cột tóc cao để thuận tiện cho việc chăm con Nhạc sĩ chia sẻ, thời gian này anh và vợ đều không trau chuốt vẻ bề ngoài do ít da đường. Cả hai thường mặc đồ thoải mái, Sarah lưu không trang điểm và cột tóc cao để thuận tiện cho việc chăm con. Dù giản dị, vợ tôi không kém sắc vì cô ấy có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc da nhiều hơn. Thỉnh thoảng, tôi chạy xe đưa vợ dạo một vòng mà không ghé vào đâu, để cô ấy được xả hơi, cải thiện tâm trạng, Dương Khắc Linh kể. Dù giản dị vợ tôi không kém sắc vì cô ấy có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc da nhiều hơn thỉnh thoảng tôi chạy xe đưa vợ dạo một vòng mà không ghé vào đâu để cô ấy được xả hơi cải thiện tâm trạng dương khắc linh kể bên con cả ngày nhạc sĩ dương khắc linh hạnh phúc vì được chứng kiến từng mốc thay đổi của hai bé anh tận dụng quãng thời gian cách ly để ghi lại tất cả những khoảnh khắc đáng yêu này làm kỷ niệm cho hai con khi lớn lên bên con cả ngày nhạc sĩ dương khắc linh hạnh phúc vì được chứng kiến từng mốc thay đổi của hai bé. Anh tận dụng quãng thời gian cách ly để ghi tại tất cả những khoảnh khắc đáng yêu này, làm kỷ niệm cho hai con khi lớn lên. Hôm 2 tháng 6, vợ chồng anh cũng kỷ niệm 2 năm ngày cưới tại nhà vì không tiện ra ngoài trong giai đoạn dịch bệnh. Anh vẫn cảm nhận đầy đủ niềm hạnh phúc vì trải qua 2 năm với rất nhiều niềm vui, đặc biệt là sự có mặt của hai bé Mickey và Jerry khiến cuộc sống thêm trọn vẹn. Hôm 2 tháng 6, Vợ chồng anh cũng kỷ niệm 2 năm ngày cưới tại nhà vì không tiện ra ngoài trong giai đoạn dịch bệnh. Anh vẫn cảm nhận đầy đủ niềm hạnh phúc vì trải qua hai năm với rất nhiều niềm vui, đặc biệt là sự có mặt của hai bé Mickey và Jerry khiến cuộc sống thêm trọn vẹn. Năm nhạc sĩ mong Covid 19 sớm được kiểm soát để gia đình anh trở lại sinh hoạt thường nhật. Anh muốn đưa vợ con và bố mẹ đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị. Nam nhạc sĩ mong Covid 19 sớm được kiểm soát để gia đình anh trở lại sinh hoạt thường nhật. Anh muốn đưa vợ con và bố mẹ đi du lịch nhiều nơi, trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị. Dương Khắc Linh làm gà nướng kiểu Indonesia. Lam Trảnh, nhan vặt cung cấp.